à, thế không cuốn mà đã ăn à? Ăn đi, ai ăn được rồi, ai cuốn được rồi thì ăn đi. Không cuốn được rồi. Chị Khôi đâu biết đâu? Đâu rồi? Thế còn cuốn hộ bàn nữa cơ. Được chưa con? Rồi, giỏi quá. Rồi, sao Tuấn Phan giỏi quá? Rồi. Rồi, con chuyển cho bạn. Rồi, chị Khôi, ăn. Ngon không con? Quá ngon đúng không? Con cảm ơn bạn đi. Con thử xem nào ạ? À? Ăn thật đi, không phải thử. Con ăn hết rồi. Ăn tiếp đi, con cuốn tiếp nào. Con... Đang Nguyên đâu? Con hết rồi. Nguyên đây. Nguyên đây. Con ăn hết rồi. Được chưa? Nguyên ơi, Nguyên quận cái này là quận cái gì đây? Cuốn có những cái gì nào? Cà rốt. À, cà rốt. Gì nữa? Trứng. Cà bún. Cà giò. Biết nào, các bạn ăn được mấy cái rồi nào? Ăn con hai cái. Ăn con hai cái. Con ăn ba cái. Nào, bạn cô nào biết con ăn mấy cái rồi? Ăn hai cái rồi. Thế con cuốn hay cuốn cho? Mấy con tự cuốn à? Cô cuốn cho nữa đúng không? Đi ăn rồi à?
nhìn có làm ở nhà không nhỉ? À có làm ở nhà rồi á. À bố cho con đi à? Thế vậy thì ở nhà con có làm món này không? Đã làm bao giờ chưa? Có không? À mẹ nấu à? Thế à? Rồi. À con về bà nội nhé, bà nội có nấu cho con món này không? Có làm cho con món này không? Thế vậy bây giờ mình về thì mình nói gì với bố mẹ? Món này có ngon không? Có à? Thế vậy về nói với mẹ như thế nào nhỉ? Nói như thế nào? Nào? Chi sẽ nói với mẹ như thế nào? Mẹ ơi! Mẹ làm món gì nhỉ? Món phở gì? Đây là món gì nhỉ? Món phở cuốn, đúng không? Cho con hả? Sau một hồi cuốn thì mọi thứ cuốn ra hết sạch thì xanh. Và các bạn sẽ không cần cuốn nữa, các bạn sẽ ăn trực tiếp luôn. Ăn hết cả bún rồi à? Thế có bạn nào ăn cà rốt không? Ừ, cà rốt ăn rồi. À.